mình đi hái lá sâm về đặng mà làm nước uống. Những ngày trời nóng này thì hái lá sâm về làm nước uống thì rất là ngon. Nhà mình có trồng nguyên một vạn sâm bên hàng rào rất là nhiều. Bữa nay mình sẽ đi hái ha. Giờ mình đi thôi. Mấy cái lá già này nè cho nó mới ra sâm nhiều, còn mấy cái lá non nó không có ra nước, cái lá già nằm dưới nhất trời. Trời, mấy cái xanh này tốt rồi. Kéo lên trên đây thôi là nó bò qua bên kia là không được, bò lên cây xà luôn á. Cái lá này già kìa, rất là căng luôn. Về mình sẽ hầm đu đủ với giò heo, mình sáng đi chợ có mua giò heo về chưa có hái cái đu đủ. Đu đủ này chưa hái được nữa, mình mới có hầm xương nè, hầm
uống đu đủ thì hành giờ heo ăn cơm, chiều sẽ ăn cá kho khô. Nói chung là mỗi ngày thì mình làm mỗi món, mà món toàn món dân giả đồng quê không à, không có món gì ngon hết trơn, món đơn giản. Món ăn thường ngày mình ăn cơm gì thì mình nấu đó. Cuộc sống ở quê miền Tây rất là đơn giản vậy đó. Giờ mình về mình sẽ dò cái phần xanh này để làm nước uống buổi trưa cho gia đình mình bỏ lượng ly nha. Giờ mình về thôi, nhiều lắm rồi. Bây giờ hái xong rồi thì mình đi về thôi. Mình về để là mình dò xong uống. Bây giờ hái xong xong hết trơn rồi, mình sẽ đem vô mình dò và mình đem rửa. Đem rửa rồi mình dò xong đặng mà mình làm nước uống. Lá xong đây nè rất là ngon luôn á. Bạn thấy không, lá nào lá nấy rất là to luôn. Dò sẽ rất là nhiều nước xăm, uống sẽ rất là mát. Bây giờ mình đi vô mình rửa nha. Mình đi rửa đặng mà mình dò nước uống. Lá xăm rất là ngon, bây giờ mình rửa. Rửa để mình đi dò. Dò để tủ lạnh là chiều nay là có uống rồi nha. Nở hái tầm buổi sáng. Giờ chưa trưa luôn rồi, giờ chưa có rảnh dò nữa. Dò để tới chiều mới đặt lại. Mình để tủ lạnh để mát ở dưới á. Chứ đừng phơi nắng, trời này không có nắng, trời chỉ mưa không có nắng. Đừng phơi nắng lâu đặt hơn rồi để tủ lạnh nha. Bữa hả mình cũng có làm lần rồi thấy để lâu quá. Cho nó ngon nè. Bữa nay là hầm giò heo để ăn cơm. Hồi sáng đi chợ có mua được mấy khoanh giò heo. Mình mua cái phần ở trên cho nên là nó nạc không à, nó ít có phần mỡ dưới á, ít phần da hơn. Bây giờ mình hớt bọt. Nấu từ hồi nãy giờ cũng lâu lắm rồi, chờ cho thật mềm là ăn mới ngon. Ba mình thì thích là vừa chín á, nhưng mà hả mẹ mình nói là không mềm thì khó ăn lắm, cho nên là mình nấu cho mình mềm chút nha. Bây giờ mình nấu cho mềm rồi mình hãy để đu đủ vô, mới chọt trái đu đủ. Cái đu đủ cao quá mình chọt cái cây rớt con cái mai không trúng, rớt ngay luôn cái đầu luôn á, mai không trúng không sao. Rồi bây giờ nêm nếm lại chờ cho nó mềm, mình sẽ để đu đủ vô nha, rất là hấp dẫn luôn. Giờ mình đi ra mình dò xăm nha, dò xăm để chưa nó để tủ lạnh để chiều đặt đi mà uống. Mình nấu nồi canh vậy chưa, ăn tô canh này được rồi, chiên khô gì thêm vậy đó là ăn được một buổi trưa rồi. Nêm lại vừa ăn rồi. Mới hái trái đu đủ mình giọt sẵn, mình để trong cái nồi nhỏ nè. Để một chút chừng nào thịt nó thiệt là mềm luôn rồi mới để đu đủ vô, để hầm vô nữa là xong. Bây giờ mình sẽ đi dò lá xăm. Rồi bây giờ mình sẽ dò cái phần lá xăm này. Để vô thao. Mình dò.
nhiều quá chừng luôn rồi, giờ cho nó khó lắm luôn, cho nó lâu lắm đó. Giờ cho nó nát cho luôn nó mới có cái xăm được. Cho vô đây chút xíu nước cho dễ dò nha, cái mẹ mình dò là không thấy để nước á. Nó đỏ mẹ mình dò là không để nước luôn, mình để chút xíu. Nhiều quá khó dò quá. Nói chung là ráng dò cho thịt nát ra thì mình dắt nó mới có cái nước kẹo nó mới ngon. Cái tay mình bữa hôm nấu ăn bị phỏng tới nay chưa có lành nữa. Mình gần cái bếp nóng quá bị phỏng. Bữa chiên gà nào nó ra nước nhớt nhớt rồi nè, giờ tôi giữ nó được. Cái này nó ra nước rồi nè, nó ra nước chà quẹo rồi. Mình dò cho giữ ra, mình lấy cái nước đó mình làm cái nước nhất xong rồi mình dò lại cái nước nhì nữa nha. Cái nước nhì cũng còn kẹo quẹo luôn, mà chưa ra hết xăm, lá cũng còn chưa có nhuyễn lắm mà còn ra nữa, quá chừng ngon luôn nè. Này nó đặt lại là làm nước đá ăn rất là ngon, ăn rất là mát, mình rất là thích ăn cái này. Nó cũng giống như là xương sáo vậy đó, nhưng mà ăn này nó mát. Làm này nữa ra cái mình coi nồi canh á, thịt mềm chưa để đủ đủ vô nữa là xong, là có ăn rồi, là dọn cơm được rồi, chưa còn có nước uống nữa. Và nó kẹo rồi nè, bây giờ mình sẽ lượt nha, mình sẽ lượt qua trong cái thao này. Lượt để vô tủ lạnh. Để mỏng mỏng mau đặt như vậy rồi, vậy là nó lâu đặt lắm,
cái này cũng hơn nửa thau rồi, dày quá rồi, chắc mình xớt bớt đi ha. Bây giờ dò lại cái nước hai nha. Cái nước này thì được một thau rồi đây nè. Bây giờ để qua bên để mình dò lại cái nước này. Dò lại cái nước này mình làm mất sao, tại vì nó đã qua lần hai rồi là nó không kẹo nữa. Nhưng mà cái nó vẫn rất là ngon, nó vẫn còn xanh trong này, cái lá nó chưa có nhuyễn hung nè. Giờ đây là một cái thau xăm và một cái tô. Tô này là cái tô nước nhì nè, nên mình làm ít thôi. Còn cái này cái thau là nước nhất rất là kẹo. Đó, bây giờ đem để vô trong tủ lạnh để chờ chiều cho nó đặc lại, mình sẽ đập nước đá để đường sẽ dùng cho nó mát. Để này nhiêu đây là gia đình mình mỗi người một ly rồi, dư rồi. Cái thau này rất là to, rất là ngon luôn. Bây giờ để đu đủ vô được rồi, giờ heo nó đã mềm lắm rồi. Giờ heo này mình rửa chanh với muối rất là kỹ rồi, nên là nó rất là thơm. Mỗi lần mình rửa thịt rửa gì là mình hay để chanh với muối, mình rửa cho nó tái lại luôn. Bây giờ mình phải cho đu đủ vô nha, giờ heo đã rất mềm rồi. Đu đủ, trái đu đủ này á, mẹ mình nói là hái trái nào mà nó chưa có mỏ vịt hung á, ăn nó sẽ không có bị ngọt, nó sẽ ngon. Cái canh mà nấu đu đủ mà hồng quá nó ngọt, mẹ mình không chịu ăn, nên là mình nấu cái này là nó mới hơi ngã màu thôi. Đó, bây giờ chờ cho đu đủ mềm nữa rồi mình sẽ để hành vô, rất là vừa ăn luôn rồi, không cần phải nêm lại luôn á. Giờ chờ cho đu đủ mềm nữa, để hành vô nữa là mình sẽ đem vô nhà để dùng cơm nha. Nấu bếp củi, nấu từ sáng giờ rất là lâu rồi, giờ heo nó mềm xèo luôn rồi. Hồi sáng lấy cây chọc cái đu đủ mà nó rớt xém trúng đầu luôn á. Còn được hai trái này nó mỏi dịch dữ lắm rồi. Mình thích ăn hổng ngọt cho nên mình hái cái trái nhỏ nhất. Cái nồi giờ heo hầm đu đủ mình đã làm xong rồi. Vừa nấu xong còn nóng hổi luôn. Giờ cho tô để cho gia đình mình vô dùng cơm. Giờ heo này là mềm rượi luôn rồi nè. Mình lấy cái giá mà mình vẽ nó đứt luôn rồi. Quá mềm luôn, về ăn nó ngon nè. Cái này là người già ăn cũng được, trẻ ăn cũng được luôn, da là mềm xèo hết rồi. Giờ mình sẽ cho ra cái phần tô để dọn cơm nha. Hấp dẫn quá. Đu đủ này nó vừa chín tới rồi, nó cũng rất là ngon. Nó chưa có mỏi vịt hung á, nó sẽ không có bị ngọt, mình ăn nó mới ngon được. Người thì người ta thích mỏi vịt cho thịt đỏ, nhưng mà mẹ mình thì nói là lựa cái trái nào xanh xanh nên là nấu ăn nó ngon hơn. Quá hấp dẫn luôn. Rồi sáng mua mà mình có chừa thịt lại bớt, tại vì nhà mình ăn cái gì cũng rất là ít, nên là mình không có nấu hết cái phần thịt mình mua luôn á, ăn không hết luôn. Cái tô này múc không có đủ luôn, cái tô này là cái tô sai mà xay ít ăn lạ luôn. Để ngờ lấy cái tô múc thì mà tô nước riêng mới được, tại vì cái nóng quá nóng. Đó, mình để hành luôn, không có cần hành sống để lên trên mặt nữa, rất là ngon luôn.
một tô canh dừa heo nóng hổi nha. À, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn canh lúc còn nóng như vậy nó rất là ngon nè. Củ rũ này là mềm luôn rồi, tại mẹ em thích ăn mềm nè. Nấu mềm ăn ngon. Rồi mình sẽ đem ra để mình làm nước uống. Mình dầm ra. Dầm ra mình để đường nước đá vô. Rất là ngon luôn nè. Cái này là cái phần gì nè. Nó không có đậm bằng cái nước đầu tiên mình dò. Nó đậm lắm, nó ngon lắm. Rồi cái này trước. Rất là hấp dẫn luôn. Cho một chút đường nước đá đập sẵn nè. Dẫn thì theo muốn ngọt thì muốn để đường nhiều nha, mình vậy là được rồi. Rồi cho nó đá vô. Đá này đập nhuyễn ngon, mình để ở giữa cho nó hơi lạnh lạnh là được rồi. Nó thích ăn lạnh lắm.